Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Ngọc Linh nha. Sẽ có một số hoa kiển quý anh chị em, gồm có bông trang ha, lựu trái. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Linh. Dạ em chào anh, em chào cô chú anh chị mình đang xem nha. Nay hôm nay quay lại nhà vườn, hôm nay em có một số trang phôi giấy rồi muốn giao lưu cô chú anh chị mình. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ em qua số điện thoại 0799689431 cũng là số Zalo của em. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những mặt hàng bên em cô chú anh chị mình. Dạ em lên mã số 1 cô chú anh chị tham khảo. Một cây vàng son của anh chị em. Chiều cao bên này là 1m6 của chú anh chị. Tán ngang là 1m30. Thóp thân là 28. Hoành 19. Mã số 1 giao lưu của chú anh chị mình là 700.000. Cây rất là to anh chị em. Cây bên em đều bao sóng bao ship của chú anh chị. Mã số 2. Một cây trắng lá trung của anh chị em, trắng siêu bông. Quá xá cái phần tàn. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 1m43. Màu trắng tinh khiết ha. Thót thân là 26. Hoành 18. Mã số 2 có giá 700.000 luôn cô chú anh chị. Tàn bay không nổi luôn anh chị em. Mã số 3. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m5. Vẫn là trăng trắng của anh chị em. Thót thân là 20. Hoành 20. Mã số 3 có giá 800.000. Mã số 4. Một cây Mỹ Hồng của anh chị em. Cây rất là già ha. Chiều cao này tầm 2m của chú anh chị. Tán ngang là 1m6. Thót thân là 85. Hoành 17. Cụ đế chảy của anh chị em. Mã số 4 em giao lưu của chú anh chị mình là 850.000. Một cốt nâng nha quý cô chú anh chị. Cây đang sổ búp ha. Mã số 6. Chiều cao cũng tầm 2m luôn cô chú anh chị ơi. Tán ngang tầm 1m6. Thót thân là 71. Hoành 16. Mã số 6 có giá 800.000. Cây một cốt rất nặng quá anh chị em. Mã số 7. Chiều cao cũng tầm 2m cô chú anh chị. Tán ngang là 1m5. Cây đang kéo búp à. Thót thân là 74. Hoành 18. Mã số 7 có giá 700.000. Số 6 lên rồi. Tiếp theo là một cây lựu trái của anh chị em. Mã số 7 là cây lựu của chú anh chị. Cây này chơi hoa vẫn đẹp của anh chị em. Hoa màu cam. Cây này chiều cao thì tầm 3m của chú anh chị. Tán ngang thì 1m20. Lựu Ấn Độ siêu trái à. Thót thân là 38. Hoành 21. Mã số 7 có giá 1.800.000 của chú anh chị. Đang cho trái trên cây của anh chị em. Mã số 8. Một cây cam Đài Loan à. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m4. 1m40 cô chú anh chị. Thót thân là 37. Hoành 16. Mã số 8 có giá 500.000. Mã số 9. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 1m. Thót thân là 64. Hoành 16. Mã số 9 có giá 350.000. Vẫn là cam Đài Loan.
mã số 10. Một cây thái vàng quý anh chị em. Chiều cao là 90, tán ngang là 1m, thoát thân là 20, hoành 16. Mã số 10 có giá 300.000. Vàng tròn mịn ha. Mã 11, chiều cao là 80, tán ngang là 85, thoát thân là 20, hoành 16. Cốt lắc nhẹ quý anh chị em. Mã 11 có giá 280.000. Mã 12, chiều cao là 86, tán ngang là 90, thoát thân là 25, hoành 16. Mã 12 có giá 300.000. Mã 13, chiều cao là 92, tán ngang là 1m, thoát thân là 20, hoành 17. Mã 13 có giá 320.000. Mã 14, một cây tím sen quý anh chị em, cây thần chậu à. Chiều cao là 80, tán ngang là 92, cây đang vô búp quý anh chị, thoát thân là 10, hoành 14. Mã 14 có giá 350.000. Mã 15, thái đỏ anh chị em. Chiều cao là 86, tán ngang là 80, thoát thân là 30, hoành 14. Mã 15 có giá 250.000. Mã 16, chiều cao là 85, tán ngang là 84, thoát thân là 27, hoành 14. Mã 16 có giá 250.000. Mã 17, chiều cao là 83, tán ngang là 84, thoát thân là 28, hoành 12. Mã 17 có giá 250.000. Mã 18, chiều cao là 80, tán ngang là 84, thoát thân là 27, hoành 15. Mã 18 có giá 250.000. Mã 19, chiều cao là 85, tán ngang là 78, thoát thân là 21, hoành 14. Mã 19 có giá 250.000. Mã 20, chiều cao là 78, tán ngang là 85, thoát thân là 20, hoành 13. Mã 20 có giá 250.000. Mã 21, chiều cao là 81, tán ngang là 81, thoát thân là 31, hoành 16. Mã 21 có giá 260.000. Mã 22, chiều cao là 89, tán ngang là 79, thoát thân là 36, hoành 12. Mã 22 có giá 230.000. Mã 23, chiều cao là 86, tán ngang là 98, thoát thân 14, hoành 13. Mã 23 có giá 250.000. Mã 24, chiều cao là 88, tán ngang là 89, thoát thân là 27, hoành 14. Mã 24 có giá 250.000. Mã 25, chiều cao là 75, tán ngang là 94, thoát thân 14, hoành 14. Mã 25 có giá 250.000. Mã 26, chiều cao là 92, tán ngang là 88, thoát thân là 31,
hoành 14 mã 26 có giá 270.000. Mã 27 chiều cao là 79, tán ngang là 60, thoát thân là 32, hoành 16, mã 27 có giá 250.000. Mã 28 chiều cao là 69, tán ngang là 67, thoát thân 24, hoành 13, mã 28 có giá 230.000. Mã 29 chiều cao là 83, tán ngang là 77, thoát thân 19, hoành 16, mã 29 có giá 250.000. Mã 30 chiều cao là 72, tán ngang là 77, thoát thân là 27, hoành 16, mã 30 có giá 270.000. Mã 31 phôi tím sen lá trung quý anh chị em, chiều cao là 86, thoát thân là 35, hoành 16, mã 31 có giá 220.000. Mã 32 chiều cao là 46, thoát thân là 17, hoành 17, mã 32 có giá 220.000. Mã 33 chiều cao là 63, thoát thân là 37, hoành 16, mã 33 có giá 220.000. Mã 34 chiều cao là 37, thoát thân 7, hoành 20, mã 34 có giá 250.000. Mã 35 chiều cao là 45, thoát thân là 20, hoành 20, mã 35 có giá 250.000. Mã 36 chiều cao là 42, thoát thân 14, hoành 28, mã 36 có giá 400.000. Phôi rất là già quý anh chị em, cũ nở á. Mã 37 một cây hồng phấn lá xoắn quý anh chị em, tàn tròn, chiều cao là 1m12, tán ngang là 1m24, hoành 22, mã số 37 có giá 650.000. Mã 38 một phôi giấy Mỹ quý anh chị em, chiều cao là 60, hoành 26, mã 38 có giá 200.000. Cũ đế đặc ha, cây lên mầm sống khỏe rồi. Phôi giấy cũng đều bao sống bao xếp của chú anh chị. Mã 39 chiều cao là 1m5, hoành 36, mã 39 có giá 600.000. Cây rất là già quý anh chị em, hai cốt song song. Mã 40 chiều cao là 52, hoành 41, mã 40 có giá 260.000. Cây này rất là to do bị lỗi quý anh chị em, tróc da ha, xử lý keo rồi, thanh lý cho quý cô chú anh chị em luôn. Mã 41 một cây hồng tím thơm quý anh chị em, chiều cao là 1m13, tán ngang là 1m30. Dòng này đột biến ra bạch hồng hương quý anh chị, thoát thân 16, hoành 21, mã 41 có giá 380.000. Mã 42 một cây hồng phấn lá trung siêu bông,
Chiều cao là 1m30, tán ngang là 1m14, thót thân là 19, hoành 16, mã 42 có giá 450.000. Mã 43. Một cây cam Đài Loan quý anh chị em. Chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m5, thót thân là 35, hoành 19, mã 43 có giá 450.000. Cũng là mã cuối của clip hôm nay cô chú anh chị. Cũng lâu rồi mới lên clip, rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em qua số điện thoại 0799689431, cũng là số Zalo của em. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe cô chú anh chị. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo. Nhà vườn em Ngọc Linh nha.